Ngày 10 tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã triệt phá thành công đường dây buôn bán pháo liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 1.500 kg pháo. Sau một thời gian theo dõi, Công an thị xã Kỳ Anh đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Tuân, sinh năm 1999, trú xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi tàng trữ 6,78 kg pháo nổ. Tiếp đó, Công an thị xã Kỳ Anh đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, An Giang, Cà Mau, bắt giữ các đối tượng gồm Vũ Trí Hiếu, sinh năm 1989, trú xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Vĩnh Phú, sinh năm 1987, trú xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Nguyễn Chí Tâm, sinh năm 1981, trú xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1988, trú xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ gần 1.500 kg pháo hoa nổ và một số tăng vật khác có liên quan đến hoạt động mua bán pháo. Các đối tượng khai nhận, do thấy lợi nhuận cao nên Nguyễn Vĩnh Phú, Nguyễn Chí Tâm đã bàn bạc, góp tiền mua pháo từ một số người Việt sinh sống tại Campuchia, sau đó thuê người vận chuyển bằng đường sông, về tập kết tại nhà Phú và Tâm để bán kiếm lời. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Vĩnh Phú đã phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng. Theo đó, Phú là người kết nối mua pháo, quản lý các tài khoản ảo trên mạng xã hội để kiếm khách mua pháo và nhận tiền. Nguyễn Chí Tâm trực tiếp nhận thông tin người mua pháo từ Phú và đóng gói, in đơn hàng. Nguyễn Văn Trường có nhiệm vụ vận chuyển, gửi hàng. Từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng trên đã bán ra thị trường khoảng 3.000 kg pháo.